Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay, tại Bắc Bộ mưa dông vẫn còn xảy ra, nhưng lượng mưa và diện mưa phân bố không đều, tập trung ở các tỉnh vùng núi. Trong khi ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có cả thủ đô Hà Nội, nắng xuất hiện nhiều hơn và cường độ nắng cũng mạnh lên, kéo nhiệt độ cao hơn hôm qua khoảng từ 1 cho đến 2 độ, tuy nhiên vẫn ở dưới ngưỡng nắng nóng. Dự báo nhiều khả năng những cơn mưa rào và dông vẫn sẽ còn tiếp tục lặp lại trong đêm nay và ngày mai, và khả năng còn kéo dài cho đến ngày cuối tuần. Khu vực Đông Bắc và vùng núi phía Bắc khả năng còn có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông, bà con cần đề phòng với hiện tượng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân vùng núi cần cảnh giác với hiện tượng lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra. Cùng với mưa là quá trình giảm nhiệt, nên thời tiết trên toàn khu vực trong đêm nay và ngày mai khá dễ chịu. Nhiệt độ thấp nhất trên khu vực chỉ dao động trong khoảng từ 24 cho đến 27 độ, vùng núi chỉ từ 22 cho đến 25 độ. Còn cao nhất vào trưa chiều mai, phổ biến chỉ từ 30 cho đến 33 độ, có nơi sấp xỉ 34 độ. Và phải sang đến ngày Chủ nhật thì nhiệt độ mới có xu hướng tăng trở lại tại các tỉnh miền Bắc. Nằm ở rìa phía nam của dải mây dông nên thời tiết tại khu vực Trung Bộ cũng đang dịu dần. Tại các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây hơn và có lúc có mưa rào và dông, mưa thường xảy ra vào chiều tối. Còn trong ngày trời có nắng gián đoạn, chính vì thế mà nhiệt độ vẫn không có điều kiện tăng cao. Nắng nóng chỉ xuất hiện cục bộ, nhiệt độ cao nhất ngày từ 33 cho đến 34 độ, một số nơi ở mức 35 độ. Trong khi đó, các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, mưa dông chỉ xảy ra vài nơi vào chiều tối. Ban ngày trời nắng nhiều và nhiệt độ vẫn duy trì trong khoảng từ 34 cho đến 37 độ. Thời tiết ít mưa nên thuận lợi cho các hoạt động thường nhật của người dân nơi đây cũng như là du lịch biển. Ở các tỉnh phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày mai toàn khu vực còn nằm trong khối không khí khá ổn định nên trời có nắng từ sớm và nhiệt độ trưa chiều phổ biến trong khoảng từ 31 cho đến 34 độ đối với các tỉnh miền Nam và phổ biến dưới 31 độ cho các tỉnh Tây Nguyên. Đến khoảng chiều tối mai, một vài nơi trên khu vực xuất hiện những đám mây đối lưu gây ra mưa rào và dông trên khu vực sẽ làm cho tiết trời dịu đi khi nhiệt độ giảm xuống dưới 28 độ. Tuy nhiên, trong cơn dông cũng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tố lốc và gió giật mạnh, nhất là đối với khu vực Tây Nguyên, cho nên quý vị và các bạn cần lưu ý phòng tránh. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa tiếp tục thịnh hành đới gió Nam đến Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình, mưa xảy ra ở một vài nơi. Riêng vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông duy trì thời tiết xấu, mưa rào và dông mạnh vẫn còn xảy ra. Trong cơn dông có thể xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh. Tàu thuyền hoạt động tại đây cần chú ý đề phòng để tránh những thiệt hại không đáng có. Như vậy, các tỉnh miền Bắc vẫn duy trì kiểu thời tiết khá mát mẻ với mưa rào và dông rải rác. Trung Bộ cũng có mưa rào chiều tối và đêm, còn ngày nắng gián đoạn, có nơi nắng nóng, tập trung ở khu vực Nam Trung Bộ. Trong khi Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa dông vài nơi. Đến đây bản tin thời tiết tổng hợp ngày 9 tháng 6 của chúng tôi xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. We'll be right back.